Minh xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của mình nha. Trong clip hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em đó là hai dòng cá hệ màu, đó là cá ba đuôi và cá chép nha. Thì nó ba đuôi thì mình gồm được khoảng hai loại và cá chép thì mình khoảng chừng 3-4 loại nha. Để mình phân ra từng dòng mình quay như vậy để anh em dễ ngắm hơn. Khi bỏ vô hồ thì nó hơi mờ mờ ha. Đó nên mình quay từ dòng ha. Đó, đầu tiên là chép sư tử nè. Chép sư tử mình sẽ có size là size 13 nha anh em. Đó, có nhỏ nhỏ nhất cũng khoảng 12 hơn. Đó, con này là nhỏ nhất nha anh em. Đó, anh em xem cái bàn tay của mình nè. Đó, đây là con cá nha. Đó, thì nó to như vậy và cái chiều dài nó 13 cm nha anh em. Đó. 13 cm. Đó, và đây. Thì ở đây thực tế ở đây mình còn đúng 5 con anh em. Chứ không phải là mình còn kia nhóc mình đem 5 con ra để mình quay đâu. Thật sự là có 5 con thôi. Còn lại thì hôm nay mình sẽ có banda với mấy con chép kia. Đó. Càng bơi đồ thì mình thấy nó cũng tương đối nó đẹp nha anh em. Tay bơi. Đây. 5 bé nha. Một bé là 350 ngàn. Còn anh em lấy hết 5 con này thì mình để cho anh em với giá là 1.600.000 nha. 1.600.000 là 5 con chép sư tử như thế này, size 13 nha anh em, size 13 nha. Đó, đây. Có 5 bé thôi. Đó. Tiếp tục mình đến với chép sư tử panda. Đó, panda đây mình sẽ có size là 9 cm. Đây. Cá mạnh khỏe không tật lỗi nha anh em. Đó. Cá này mình đang bán với giá là 250.000 một bé nha. Đó, super bật sọt loại mình ngắn nha. Đó. Ở đây mình còn khoảng 2, 4, 6, 8 bé. 8 bé. Có ai chốt hết thì mình để giá mềm cho anh em nha. Chốt hết thì mình sẽ có cái giá mềm cho anh em. Ở đây mình có 8 bé thôi. Có một bé nó bị cắn phần cái kỳ bơi bên đây. Đây là đây. Có một con thôi nha anh em. Đó. Mà cái con này con vàng đồng nữa chứ. Nó còn lại là bạc anh em. Bạc trắng rất là đẹp luôn. Đó. Đó, mình sẽ có mình đến với cái size bự hơn ha. Đó, đây là panda. Size 9 cm, 250 một con. Anh em nào mua hết có hết thì mình có giá mềm nha. Tiếp theo mình sẽ đến với panda. Panda này thì cái da nó dạng như da trơn và ít vảy nha anh em. Đây. Đó. Thì cái size nó là 12-13 nha nè. Giá mình đang bán là 300.000 một bé. Ở đây mình sẽ có được khoảng 6 bé thôi nè. 6 bé. Đó. Còn vàng đồng, bạc và một con nâu nha. Đây một nâu. Đó. Đó, 6 bé. Đó, thì rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với các con bướm ha. Đó. Rồi tiếp tục mình đến với dòng cá coi bướm nha anh em. Coi bướm ha. Đó đây. Ở đây mình còn có 2 4 6 8 9 bé thôi, 9 bé thôi. Đó. Cái này anh em nào mua hết nhiêu đây thì mình sẽ có giá tốt cho anh em ha. Đó, cá rất là đẹp nha anh em. Nó vảy là vảy dạng vảy kim tím á. Anh em xem cái vảy đó nè. Nó chớp chớp như thế này. Này, vảy của nó là vảy kim tuyến nha. Đó, này con trắng nó cũng đẹp nữa. Ở đây thì nó có màu vàng cam bông trắng. Đó, đây tổng thể cá ha. Trắng cũng kim tuyến luôn. Đó, còn đây con đèn này thì không kim tuyến, cũng khá là đẹp nha. Đó, coi bướm. Đó, thì anh em nào mua liên hệ với mình nha. Cái này mình chưa có coi giá nữa. Xin lỗi quý khán giả nha. Chưa có coi giá. Nhưng mà dòng này thì nó rẻ tiền thôi anh em. Đó, anh em liên hệ với mình qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho mình ha. Ở đây mình có 9 bé nha. 2, 4, 6, 8, 9 bé. Đó, 9 bé. Giá bèo. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với dòng cá ba đuôi nha anh em. Đó, ba đuôi đây mình sẽ có dòng ranh chu ha. Đó, ranh chu này thì có size nó như thế này. Đấy, đây cho anh em xem. Đây. Đó, mấy bạn nhỏ nhỏ thường gọi là heo nước. Không biết phải vậy không ta.
ở đây nó tụt nụt như thế này và có một cái phần đuôi, cái trên là nó không có nha anh em. Đó. Thì ở đây mình sẽ có hệ màu là màu đỏ trắng nha anh em, màu đỏ trắng nha. Đó, thì cái size nó tầm khoảng 2,5 ngón tay của mình. À, cái này mình đang bán với giá là 180k nha anh em. À, đây là hàng tiêu chuẩn nha anh em, không phải hàng giạt nha. Anh em lưu ý với mình nha, hàng giạt thì nó sẽ rất là rẻ. Đó, đây là dòng Ranchu. Đó. Ranchu thì dạo này nó cũng đang hot nha anh em, đang hot nha. Đấy. Rất dễ thương luôn. Đó. Cái này thì anh em nuôi to to dòng rất là đã luôn. 180 nha anh em. 180k một bé nha. Ở đây mình có là 10 bé thôi, đó 10 bé thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với một cái dòng Ranchu, đó là Ranchu đen. Đó, rất là dễ thương luôn nha cả nhà ơi. Đây. Thì cái size nó là ngón tay mình nha, ngón tay mình. Đây. Hàng tiêu chuẩn nha anh em, hàng tuyển chọn nha, không phải hàng giạt nha anh em. Anh em lưu ý cho mình. À, cái này mình bán theo combo nha anh em, bán theo combo nha. Đó, combo 10 con sẽ là 300.000 nha. Đó, 10 con 300.000. Còn ví dụ anh em mua lẻ thì à, anh em có thể mua cái vài con, cái yêu cầu cái đơn hàng của mình cộng lại là từ 200 trở lên thì mình sẽ đóng thùng mình gửi ship nha. Đó, và anh em lưu ý luôn một điều nữa là cá này mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và mình ship cho anh em. Đó, vì đây là cái mặt hàng cá cảnh, mình không có thu hộ nha, anh em lưu ý nha. Và cá mình, đối với dòng cá màu, hệ màu thì mình chỉ gửi các tỉnh thành trong khu vực miền Nam. Nó không có ship ra miền Trung, miền Bắc gì cả. Đó, mình gửi trong vòng khoảng 24 giờ. Đó, và trên đường chuyển đến anh em có bảo hành đàng hoàng. Đó, anh em chuyển cho mình là chuyển cái tiền cá thôi, cái tiền ship anh em gửi sau. Và khi nhận hàng, anh em kiểm tra khi shipper ra tới, anh em cứ khui thùng, anh em kiểm tra có shipper đó. Đó. Còn mà ví dụ mà anh em lại bộ cục anh em lấy về nhà, thì anh em lấy cái điện thoại, anh em quay video khui cá cho mình. Đó, để mình có một cái bằng chứng để mình cho gửi lại cho shop. Shop sẽ có cái chế độ bảo hành một đổi một cho mình khi mà cá nó có gặp sự cố nha. Đó, và đây là cũng cái loại cá cuối cùng trong clip hôm nay. Đó, các bạn thấy thích dòng nào thì mình cứ chốt ha. Đó, rồi và video mình cũng kết thúc tại đây luôn. Đó, anh em thấy thích thì cho mình một like, hoặc là muốn xem những cái đợt tiếp theo mình có những cái dòng cá gì thì anh em hãy nhấn cái nút đăng ký nha, để khi mình đăng video lên anh em sẽ nhận được thông báo và anh em xem video của mình. Rồi, và mình xin chào anh em nhé.